Bạn có từng bị phạt hồi đi học chưa? Thôi không phải ngại, tôi biết thừa. Đã từng rồi chứ gì. Cơ mà bạn có công nhận là chuyện về một hình phạt nào đó là một chủ đề rất thường xuyên được lựa chọn mỗi khi kể về thời đi học không? Thế nên là hôm nay, với kinh nghiệm cũng từng ngồi trên sổ đầu bài kha khá lần của tôi sẽ nói về các kiểu hình phạt thời đi học. Chép phạt. Đây là kiểu hình phạt cực kỳ symbol, và những lỗi dẫn đến bị chép phạt cũng symbol nốt. Thông thường thì nó sẽ liên quan mật thiết với việc kiểm tra miệng. Vì khi bị gọi lên bảng kiểm tra miệng mà bạn không trả lời được, thì bạn sẽ có thể có một vé về nhà chép phạt lại phần kiến thức ấy x lần. X to hay nhỏ thì tất nhiên là phụ thuộc hoàn toàn vào độ khó tính của giáo viên. Tôi từng bị chép phạt 20 lần bài tới tiến. Thể chép xong tới giờ vẫn còn thuộc lòng luôn này. Để tôi đọc cho mà nghe nhá. Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi, nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi. Xong một cái gì nữa nhỉ? Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn cũng có thể bị chép phạt khi cần cải thiện một môn học nào đó. Ví dụ như môn tập viết ở cấp 1. Khi chữ bạn xấu quá mà theo văn học miêu tả gọi là chữ gà bới, thì các giáo viên sẽ thường yêu cầu chép phạt nhiều lần để cải thiện chữ viết. Nhưng dù sao thì, với mọi người, việc chép phạt là hình phạt. Nhưng tôi vốn là một đứa rất thích viết, lại còn thích làm màu khi viết, như là làm mấy cái bullet journal này. Nên là cái này cũng không có gì là thử thách cho lắm. Viết bản kiểm điểm. Cũng là viết, nhưng kiểu hình phạt này lại có mức độ nghiêm trọng hơn so với việc chép phạt, mà thậm chí là cực kỳ nghiêm trọng. Kiểu nó có thể trải dài thêm một thang điểm từ thấp đến cao ấy. Bạn có thể phải viết bản kiểm điểm vì ăn quà vặt trong lớp, quay cóp trong giờ kiểm tra, hay là một lỗi rất nặng như là hỗn chiến ở trên lớp. Nhưng khác với chép phạt, điều đáng sợ của việc viết bản kiểm điểm không phải là viết, mà nó là cái dòng nho nhỏ ở góc trái tờ giấy này này. Chữ ký của phụ huynh. Hồi cấp 2, tôi với đám bạn của tôi từng phải viết bản kiểm điểm vì ăn xoài chấm mắm ruốc trong giờ học. Thật ra ban đầu định giờ ra chơi mới ăn cơ, nhưng mà nhìn cái hộp xoài với hũ mắm ruốc nó hấp dẫn thế kia cơ mà. Bố đứa nào mà chịu nổi. Thế là đánh liều lấy ra ăn, và kết quả thì... Đúng là miếng ăn là miếng tôi tàn. Và cũng có những lần, vì quá ré nên là bản năng sinh tồn của tôi đã thúc giục tôi làm trò con bò. Đó là giả chữ ký phụ huynh, cụ thể là bố. Sau nhiều lần tập luyện thì khả năng giả chữ ký của tôi trở nên thượng thừa tới nỗi giả giống y chang. Ở đây bố ký cái này hồi nào đấy? Mời phụ huynh lên làm việc. Nếu viết bản kiểm điểm đã là đáng sợ, thì mời phụ huynh xin được phép gọi bản kiểm điểm là con xưng cha. What the dog doing? Bởi vì bản kiểm điểm có khi còn giấu được, chứ mời phụ huynh thì không hớt được bao con trai. Nhiệm vụ bất khả thi. Giống kiểu như là để tăng thêm phần kinh dị, thì mọi tội lỗi của bạn trong trường hợp này nó không dừng lại ở lời kể của bạn nữa. Tức là bạn sẽ không có khả năng bào chữa hay thay đổi lời khai với hy vọng giảm nhẹ tội, mà nó sẽ là qua lời kể của giáo viên. Bạn chẳng thể nào kiểm soát được tội lỗi của mình có được giáo viên thương tình nói giảm nói tránh hay không. Cho nên lúc nào bạn cũng sẽ lo lắng hồi hộp về cái việc giáo viên sẽ nói gì nhỉ? Phụ huynh sẽ nói gì sau khi nghe giáo viên nói nhỉ? Rồi phụ huynh sẽ nói gì với bạn sau khi về nhà? Rồi bạn sẽ nói gì? Liệu phụ huynh có cho bạn nói? Mà nếu bạn nói thì chắc gì phụ huynh đã tin bạn? Rồi sau đó thì phụ huynh sẽ làm gì? Hay là phụ huynh chỉ dùng hành động thôi? Mà nếu như thế thì... Cũng giống với việc viết bản kiểm điểm, mức độ nghiêm trọng của lỗi dẫn đến việc bị gọi phụ huynh nó sẽ trải dài từ không quá nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Có lẽ các bạn đang tự hỏi, tại sao việc không quá nghiêm trọng cũng bị gọi phụ huynh đúng không? Đúng là thông thường chỉ việc nghiêm trọng trở lên mới bị gọi phụ huynh. Nhưng mà tôi đã từng bị gọi phụ huynh chỉ vì quên không mang huy hiệu đoàn. Mà đấy mới là lần đầu phạm lỗi nữa nhá. Ghi tên vào sổ đầu bài. Đây, cái này nó lúc nào cũng dính liền với cái này này. Sẽ có hai trường hợp xảy ra khi tên của bạn được vinh dự nằm trên cuốn sổ đầu bài huyền thoại. Trường hợp 1, bạn được 9-10 điểm kiểm tra miệng hoặc được thầy cô khen và tuyên dương rồi ghi tên vào sổ đầu bài. Lúc đó, bạn sẽ là công thần kiếm điểm thi đua cho lớp, được mọi người ngưỡng mộ khi được xướng tên trong buổi chào cờ vào thứ hai đầu tuần. Trường hợp 2, đó là khi bạn không học thuộc bài, quên làm bài tập, nói chuyện riêng, gây mất trật tự hay bất kỳ một lỗi nào trong giờ học và bị giáo viên phê bình, thì 99,99% lớp này bị trừ điểm thi đua nhá.
Mà chả hiểu sao cái việc để lớp bị trừ điểm thi đua thời đi học nó luôn là một vấn đề tâm lý khá là nhức nhối, kiểu sẽ cảm thấy tội lỗi lắm luôn ấy. Xong rồi chưa kể là hồi cấp 2, trường tôi còn đọc tên mấy đứa làm lớp bị trừ điểm thi đua vào giờ chào cờ. Xong rồi bắt mấy đứa đấy xuống đứng thành hàng dài ở cuối, thì quỳ vãi lúa, đứng góc lớp. Cái này thì giống như là phiên bản mini của việc đứng trước trường giờ chào cờ ấy. Thường thì nguyên nhân sẽ đến từ làm ồn trong giờ học, hoặc là đến muộn mà ra. Kiểu nó là một hình thức vừa phạt vừa bị cách ly ấy. Bị phạt kiểu này mỏi chân vãi, vậy cũng hơi quê. Nhỡ mà crush đứa nào trong lớp xong bị phạt thì đúng là chỉ có. Nhưng mà nếu crush ở lớp khác thì không sao, vì được cái chỉ đứng ở góc lớp thôi, nên cũng chỉ có mấy đứa trong lớp biết. Mà cùng chung một lớp thì cũng gọi là có tí tình anh em, nên cũng chả đứa nào đem đi kể luôn. Ê mày ơi, hôm qua còn khăn ca lớp tao mới bị cô phạt đứng ở góc lớp ấy. Mà cũng chưa chắc, đừng có tin bố con thằng nào. Ngồi một mình một bàn, đây cũng là một kiểu hình phạt cách ly này. Cái này thì thường xuyên xuất hiện trong các giờ kiểm tra, và nó sẽ dành cho mấy đứa kiểu: ê mày làm xong chưa, tao chép với. Em kia, đi xuống cái bàn góc lớp ngồi một mình đi. Hoặc trường hợp ngược lại là khi cần cách ly một đứa học giỏi ra khỏi mấy đứa đang chép bài của nó. Nói chung đa số là để tránh việc quay cóp trong giờ kiểm tra thôi. Nhưng theo tôi thấy, nếu đứa bị bắt ngồi một mình là đứa học dở thì mới giống hình phạt, chứ nếu là đứa học giỏi thì cũng chả có gì thay đổi. Được cái hình phạt này khá là nhẹ nhàng, không bị trừ điểm thi đua, không bị phê bình lên sổ đầu bài, không mỏi chân, nói chung cũng không để lại quá nhiều hậu quả. Chỉ là... lao động. Nếu mà nói chọn ra một hình phạt vui, à không vui, nhưng mà khỏe và có ích nhất trong các hình phạt thời đi học, thì tôi sẽ chọn cái này. Bị phạt làm công ích cho trường lớp, vừa giúp trường lớp sạch đẹp, vừa khiến chúng ta rèn luyện sức mạnh thể lực và kỹ năng làm việc tay chân. Cơ mà dọn dẹp trường hay lớp học thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là nó thường bao gồm cả dọn nhà vệ sinh. Việc phải dọn nhà vệ sinh của trường học, nó là một công việc ám ảnh thực sự, kiểu nó vừa bẩn vừa hôi. Hồi đó có một năm, lớp tôi phải học trong cái phòng ngay gần nhà vệ sinh. Và cái mùi nó kinh đến độ là cả năm học đó chúng tôi không còn dám mở cửa sổ ra nữa. Nên là trước giờ tôi hầu như không dám đi vệ sinh ở trường học bao giờ. Bị tịch thu đồ. Tôi không biết thời này thì sao, nhưng thời tôi đi học thì cái này xảy ra khá thường xuyên. Hồi đó, chỉ cần học sinh mang những đồ trái với quy định nhà trường mà bị phát hiện là sẽ bị tịch thu ngay. Mấy thứ kiểu như là dép lê, đồ trang điểm, truyện tranh, đặc biệt là điện thoại. Hồi đó, điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ nên hầu như trường nào cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại ở trường. Em kia, sao lại dùng điện thoại ở trường? Tịch thu. Những đồ vật bị tịch thu thường sẽ được đựng trong một cái tủ riêng. Muốn chuộc về thì bắt buộc phải gọi phụ huynh lên làm việc các kiểu. Mà một khi đã bị gọi phụ huynh như ở đầu video tôi có nói rồi đấy, sợ lắm. Và đó là những kiểu hình phạt thời đi học mà tôi biết. Nếu bạn từng bị phạt bằng hình phạt nào khác, bình luận bên dưới và kể cho tôi nghe với nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại trong những video sau.